Hiện tại là bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung sẽ trực tiếp phẫu thuật ca cho chân mày nổi son với mọi người. Và tất nhiên là đây đang là dịch vụ hot. Nếu như mà khách hàng nào mà mình đang có nhu cầu và bữa giờ mình đang phân vân tư vấn á, thì mình nhanh chóng mình comment tên và số điện thoại phía bên dưới đi ạ. Dạ, chưa, bác ơi, bác có thể rồi, cái chân mày này điều cái điều khó nhất của khách hàng cầm lên là chúng ta phải hai cái đánh răng sâu đúng không? Dạ, nó dài. Mà cái này dài chúng ta không giữ được cái này nếu mà treo chân mày thường. Và thứ hai là cái chân mày chúng ta khoảng cách từ chân mày này tới bờ mí ngắn sập. Hai cái đuôi xuất hiện hai nếp nhăn thấy không? Bệnh nhân đã cắt mí mắt rồi. À, đã cắt mí mắt rồi. Bệnh cắt mí mắt rồi, thấy nếp nó đuôi cục. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nâng cái này lên nó sáng mắt hai cái này ra, hai cái rãnh sâu rồi khó chịu chút, mà nâng cái vùng đuôi lên, mà nâng vùng này lên thì mắt cái rãnh luôn đó. Dạ. Cái này mỗi em thấy hai cái rãnh ngang nhau ngay giữa cung mày với sống mũi nó sâu quá, nó dài quá bác đúng không bác? Đúng rồi. Anh có thấy cơ này không? Đó. Và chúng ta sẽ đốt cái cơ này thì nó. Mình đang phẫu thuật bằng cho chân mày nội soi 4 ít cho nên cái que nội soi rất là nhỏ. Okay. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta nhìn chúng ta kéo lên thôi, chúng ta sẽ thấy cái lỗ chân rõ ràng. Đó, vậy thấy không? Nhìn lên này. Thấy không? Nó căng không? Đặt lên này. Ồ, đã không? Rồi. Hết rồi, rồi qua này. Thẳng băng. Thẳng băng. Đó, chúng ta coi cái miếng này. Cái vùng này chúng ta sẽ kéo này nè, đúng không? Chúng ta cái đuôi mắt cái cục này. Vậy ta kéo này. Đó, lên này. Dạ, cao ừ. Hơn lên nhìn. Đúng không? À, bên này. Bên này nè, xong. Thời gian phẫu thuật của một ca cho chân mày nổi soi nó khoảng bao lâu bác? Nói chung là trung bình thời gian nó phẫu thuật khoảng hơn 1 tiếng tùy thường người chứ hơn 1 tiếng tiếng rưỡi thì thường thường. Ví dụ mình vô mình chuẩn bị thì cũng mất 15-20 phút chuẩn bị được cái thuốc tê chứ không bóc tách. Tách xong rõ rồi bây giờ mình phải tách hai chân mày ra, tách cơ đây. Sau khi đó mình sẽ khoan ba cái lỗ nhỏ này, ba cái lỗ. Tách xong rồi thì từ mới nó cũng không lo, nếu mình làm chuyên nghiệp quen thì thời gian 1 tiếng.